Nếu không có ai hỏi gì thì tôi sẽ nói điều quan trọng cuối cùng. Tôi với cái tên Sasuke đó thực ra không thân thiết với nhau cho lắm. Thậm chí tôi cũng không thích cậu ta nữa. Nhưng mà dù sao Sasuke cũng là ninja thuộc làng lá, là bạn của chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ liều mạng giúp cậu ấy. Đây chính là phong cách của làng lá. Hôn được đứa con gái nào đâu mà nói chứ. Thực ra từ trước tới giờ ngươi mới hôn được mỗi Sasuke thôi, chứ có ai đâu mà khoe. Mấy con chó cũng coi thường cậu rồi. Tức thiệt, hai cái tên khác nhau sao nhìn lộn được chứ. Cá trong ảnh phương tương chi thuật. Nè hai cái tên kia, muốn nghĩ gì tầm này. Phần còn ít hơn của anh hai nữa. Anh lại đâu em khóc thật lâu để nỗi sầu qua mau. Trên tay là ly rượu cay, càng uống càng say để nỗi đau phai màu. Nhưng sao càng uống lại càng đau hơn, hay vì muốn ở gần nhau hơn. Không đâu chẳng ai lại quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu. Đừng có mày giác mặt đi học nữa, không ai chơi với cậu đâu. Mấy trăm năm nữa cũng chưa chắc cậu được làm đi cha đâu, đừng có mơ. Mệt quá. Mệt như vẫn còn sức ăn chứ. Thật sự là trong Liên Quân Đồng Minh không còn ai sử dụng phong độn mạnh hơn tôi đâu. Có chứ, là tôi nè. Thật ra thì tôi cũng yêu một cô gái tên là Sakura. Dù nói như vậy nhưng thật ra đó chỉ là một tình yêu đơn phương thôi. Bởi vì từ trước tới giờ trong lòng của Sakura chỉ có một mình Sasuke mà thôi. Tôi biết là mình đã yêu đơn phương, nhưng mà tôi chưa từng có suy nghĩ là phải ép cô ấy đáp lại tình cảm của mình. Lúc này tôi chỉ là một người bạn ở bên cạnh và dõi theo cô ấy thôi. Chỉ cần Sakura có thể được hạnh phúc thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Em biết nhớ thương một người là ngày tôi biết sắp xa em rồi. Rộn vắng tiếng pháo hoa ngang trời cùng ai xứng đôi. Hai người có biết mấy hôm trước là bọn ta đã gặp phải một vài chuyện kỳ lạ không? Ủa? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Một ninja hạ đẳng đã bí mật trốn khỏi làng. Em mà đọc môi hồng cho anh mừng đất anh trong cuộc khoai. Đại nhân vừa nói tới quế thổ chuyển sinh sao? Chính Hokage đệ nhị là người đã sáng tạo ra nó. Nhưng mà ông ta đã niêm phong nó lại thành cấm thuật. Chúng ta sẽ hoàn thiện những thuật này bằng mọi giá. Itachi lúc đó đang là tội phạm truy nã đặc biệt cấp S, nên em hắn sẽ được huân chương và lĩnh một núi tiền từ chính quốc và làng lá. Không biết được bao nhiêu ta. Tôi nhất định sẽ cho bọn họ biết sự thật. Quên chuyện đó đi. Cha, mẹ, thật sự con... Cha mẹ hiểu mà, Itachi. Itachi, hứa với ta một chuyện, nhất định phải chăm sóc tốt cho Sasuke. Con xin hứa. Chakra quả thật là kinh khủng. Sau khi sử dụng thuật ảnh phân thân nhiều lần, cậu ta đã biến ba trong số đó thành đồng đội của mình. Vậy mà bây giờ cậu ấy vẫn còn di chuyển được sao? Cậu tính đi liền bây giờ luôn hả? Sư phụ Tsunade sắp hoàn thành cánh tay nhân tạo làm từ tế bào của ngài Hashirama rồi mà. Mình chỉ muốn hỏi một câu.
Nếu như mình đi cùng cậu có được không? Chuyến đi này là hành trình để tôi chuộc tội. Mà tội của tôi không liên quan gì đến cậu. Để lần sau đi nha. Cảm ơn cậu. Người ta yêu chỉ riêng nàng. Thật cầu nghi vẫn muốn nàng. Vì sao bước đi đàn tình anh trai ngang. Lòng ta nguyện trắng hòa dùng nhân nàng. Quay gót cánh hoa tàn. Mộng tàn vỡ duyên tình xót xa tận tầm tàn. Thì được rồi. Sao? Mấy người đứng cạnh cha là ai? Người phụ nữ đeo kính này nữa. Ý con là cậu ấy đã rất cố gắng để vào được học viện. Dù cho không thể thi triển được nhẫn thuật, không có gì đáng cười. Cậu là Hatake Kakashi phải không? Cảm ơn vì đã động viên tôi nha. Kakashi, mặc dù là con đã được nhận vào học viện rồi, nhưng con tuyệt đối không được chủ quan. Dạ. Với cái đà tập luyện đó, cậu bé ấy sẽ nhanh chóng mạnh hơn con. Con nên hỏi tên hồn ta và phải nhớ cho kỹ đó. Lời cha nói ngày trước giờ đã thành sự thật. Naruto mới nhớ, cậu ấy đúng là không thể đoán trước được mà. Tới lượt của chúng ta bảo vệ lại Naruto rồi. Vì cậu ấy vẫn còn là một tên ngốc như xưa đúng không hả? Rất chính xác. Ninja của làng lá. Người làng lá có vẻ cờ cạo quá ha. Đôi mắt sắc bén kia, đứng lại chờ tôi một chút. Hả? Cậu có biết tộc Uchiha có khả năng gì không? Chừng mà sầu rớt. Thì ra là vậy, thật là quá đáng mà. Nhưng đúng lúc lắm, có thứ hay ho cho thiếu gia đây. Bài dễ và khôn ngoan, bỏ qua chút nỗ lực là có thể nhận được kết quả vô cùng xứng đáng. Nên làm được như vậy, có đúng không? Chỉ cần có thứ này, quá độn hay phong độn, thậm chí là cả Rasengan cũng tùy ý điều khiển hết. Ta thật không hiểu người lạnh lùng như ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Có phải là ngươi đang khóc không? Ta cũng thấy rất tiếc về chuyện em trai của ngươi. Nhưng không có nó cản đường cũng là chuyện tốt không phải sao? Vậy là từ giờ người duy nhất còn lại của gia tộc Uchiha chính là người đó Itachi. Không đâu. Thằng bé giỏi hơn ngươi tưởng. Nó vẫn chưa chết. Sao? Thì ra đây là khuôn mặt luôn ẩn sau lớp mặt nạ. Nhìn hắn vẫn giống y như trước đây. Chuyện quái quỷ này là gì đây? Cậu nói vậy là sao? Cậu hãy nhìn vào mắt của hắn ta đi, Naruto. Đó chính là nhận thuật ế thổ chuyển sinh. Khi một người được đưa trở lại thế giới này bằng ế thổ chuyển sinh cũng tức là người đó vốn đã không còn sống nữa. Vậy thì cái kẻ luôn đeo mặt nạ đó, hắn ta rốt cuộc là ai? Remember life and then go life.